Thưa các bạn, trong các loại thực vật thân dây trồng lấy củ của người Mường có loại củ nhà, có nơi gọi là củ mài nhà. Đây là loại dây trồng khá phổ biến, thân thuộc với người Mường. Củ nhà cho là một loại củ ăn khá ngon, có dinh dưỡng nuôi sống nhiều gia đình nghèo trong những năm đói kém. Và nó thường được thu hoạch sau Tết âm lịch, từ tháng cuối tháng Giêng cho đến đầu tháng Tư âm lịch là thời điểm thu hoạch phù hợp nhất. Củ nhà là thực vật dây leo được trồng trên nền đất mềm giàu dinh dưỡng, củ xé nhanh to. Nhiều gia đình cho trồng vào các bao tải đất hay đắp ụ để trồng. Đất đắp cao lên đâu thì củ sẽ mọc lên đi theo đến đấy. Có nhiều củ to đến 5-60 kg. Dây củ nhà có sức sống mãnh liệt, leo rất cao và có thể leo cao tới hàng chục mét. Phủ trên các cái tán lá có thể làm chen lấn cả các cái cây vật chủ mà nó leo lên. Sau Tết Nguyên Đán, các cái mầm hay là các cái dây tiếp là chờ đến tháng 3, lúc ấy bắt đầu dây bắt đầu nảy mầm. Từ sau Tết thì việc nào cũng mài thường xuyên được người Mường đào. Cho đến giờ phút này mà nói, những năm gần đây do không đói kém cho nên việc đào của mà nhà hay là việc ăn của nhà cũng không còn nhiều quan tâm lắm. Các bạn thân mến, đây là cái công đoạn thu hoạch hay là đào của nhà. Đây là loại củ hay là đây là cái loại được trồng ở trong cái bao tải đất, thì các bạn sẽ dần dần sẽ thấy củ nó như thế nào. Thế rồi các bạn đã thấy củ nó hiện ra một cái củ có một cái màu đen và nhìn có vẻ là rất là củ này cũng tương đối là to và được trồng ở trong cái bao tải đất. Và như các bạn đã thấy, ở trên đỉnh của củ nó bắt đầu xuất hiện cái mầm, có nghĩa là sau Tết Nguyên Đán để bắt đầu mùa xuân ấm áp và cái củ này bắt đầu xuất hiện là để chuẩn bị nó mọc lên. Đã thấy là trên cái đỉnh của củ nhà đã xuất hiện một cái mầm màu đỏ. Đây chính là cái mầm sau này để nó mọc lên một cái dây mới. Và đây cũng là thời điểm phù hợp và tốt nhất để khai thác hay là để đào củ nhà để ăn. Đồ đồi mít là cái đồ đồ là dưới các cái dưới cái mầm ấy là các cái rễ củ mài bắt đầu vẫn là củ nhà vẫn còn đang mọc ra. Đây, cái phần trên của cái củ này người ta sẽ dùng để ươm và để trồng lại cho một cái vụ trồng mới. Rồi đi. Các bạn thân mến, củ nhà thì bình thường cũng có thể nặng 3-4 cân, như củ này thì nặng khoảng độ trên 5 cân. Nhưng mà có những củ rất là to, có thể nặng tới hàng 1-20 kg. Và đây là cái thứ củ mà được trồng rất là phổ biến trong người Mường và cũng là một trong những cái món ăn hay là những cái đồ ăn được nhiều người ưa thích. Củ mài được chặt ra và các bạn thấy đấy, nó là bên trong là một cái lớp tinh bột trắng mịn rất là đẹp, rất là bắt mắt, màu trắng. Đây, như các bạn đã thấy thì củ nhà bên trong có màu trắng ngà rất là đẹp và nhìn ban đầu nhìn qua đã thấy là rất là hấp dẫn. Củ mài được cho vào nước đem rửa rồi sau đó mới dùng dao hay là dùng các cái cạo để cạo lớp vỏ màu đen bên ngoài. Thank you.
sau một cái lớp vỏ màu đen thì các bạn thấy nó lộ bên trong ra một cái lớp vỏ màu hồng, nhưng mà bên trong nó vẫn là cái vật thịt của củ nhà có màu trắng ngà, nhìn rất là hấp dẫn. Bếp lửa được chuẩn bị nhóm lên một cái cuốc, một cái viếng, người Mường gọi là cái viếng, là cái nơi để mà tạo ra nguồn hơi nước để chuẩn bị cho củ nhà vào cuốc để đổ. Nước được cho vào trong viếng, trong cái nồi ninh đồng này để chuẩn bị đun lên tạo hơi nước cho công việc đổ củ nhà. Tiếng bắt đầu được tắt lên trên bếp và từ đây lửa được đun lên cho đến khi nào cái viếng, cái nồi ninh này nó sôi lên bốc hơi thì lúc đấy người ta mới cho bắc cái chõ lên để đổ củ nhà. Cái cuốc là chính là cái dụng cụ để đổ hấp của người Mường. Củ nhà sau khi được gọt vỏ sạch sẽ được cho vào trong cuốc để đợi cái viếng hay là cái nồi ninh nó bốc hơi sôi. Vài còn lại được cất vào một cái nơi dâm mát và có một cái nơi tránh, cố gắng tránh nơi nhiều gió để có thể là ngày mai hoặc ngày kia tiếp tục mang ra lại cho chế biến để đồ ăn. Một mảnh lá chuối nhỏ được úp lên bên trên cái cuốc để nhằm đảm bảo rằng ở đây sau khi mà gặp hơi nước lá chuối nó sẽ mềm ra tạo thành một cái nắp chắn bên trong để cho hơi nước đỡ thoát ra ngoài. Từ hơi nước, nhiệt lượng của hơi nước đây sẽ nung chín để cho củ nhà được chín ăn. Sau một thời gian thì cái nồi ninh hay là cái viếng nó đã sôi và đến lúc này thì bắt đầu người ta cho bắc cái cuốc đổ của mà nhà lên. Hơi nước đang bốc lên rất mạnh và đến lúc này thì bắt đầu sử dụng một cái vung để đậy nắp lên để giữ cái hơi nước, tạo ra một cái sức nóng ở trong cái lòng cuốc đổ. Đây, bây giờ cái nắp được đậy lên phía trên và từ đây bắt đầu là hơi nước được giữ lại trong cái thân cuốc và từ cái hơi nước, nhiệt lượng của hơi nước sẽ làm chín nhà ở trong đó. Sau khi kiểm tra chưa chín, sau khoảng độ 30 phút kiểm tra chưa chín thì củ được cho vào tiếp tục đổ tiếp vào khoảng độ 10-15 phút nữa. Sau khi củ đã chín thì được bắc ra khỏi bếp và đổ ra mâm. Như lúc này, bây giờ các bạn đã thấy hơi nóng đang bốc lên nghi ngút và màu sắc của củ nhà chín đã chuyển sang màu trắng hơi thẫm một chút. Củ nhà có màu trắng ngà, ăn mở rất là ngon. Tách ra thì củ nhà có màu trắng, nhìn rất là hấp dẫn. Có ngon không? Ngon không? Ăn nữa đi, còn đang nóng gì? Còn đang nóng đi. Nóng ăn đi. Ăn mạnh vào.
cũng được dùng đồ lên và để ăn như thế này. Còn hiện nay chưa có một cái công thức hay là một cái quy trình nào để chế biến hoặc để chế biến nó thành hàng hóa để mang ra thị trường. Đây thực sự là một món ăn ngon, dân dã của người Mường, rất đáng được lưu giữ, trân trọng, lưu giữ và bảo tồn. Và đây cũng là một cái nguồn lương thực, một cái nguồn thực phẩm dự trữ bao đời qua đã nuôi sống người Mường cùng với cơm với lúa.